cập nhật tin tức Hoa Kỳ và thế giới. Bản tin hôm nay bao gồm những nội dung chính sau. Donald Trump nhận tin cực vui từ các ông Trump phố quơ và trăm triệu cử tri ngay sau bản kết bất công tại New York. Và sau đây là phần tin chi tiết. Kính thưa quý vị thân mến, những tưởng khi Donald Trump bị kết tội thì con đường tái tranh cử của ông sẽ kết thúc. Nhưng không, mọi chuyện lại đang trái ngược với những gì mà phe cánh tả dự tính ngay sau bản án chấn động với Donald Trump mà bồi thẩm đoàn New York đưa ra, hàng loạt quan chức lưỡng đảng, các chuyên gia về luật, các thẩm phán, các công tố viên, cùng tất cả trăm triệu người dân Mỹ đã lên tiếng tỏ rõ sự phẫn nộ. Và mới đây nhất, chính là các ông Trump phố quơ, họ cũng đã đưa ra một tuyên bố nóng, khiến phe dân chủ lo xuống vó. Theo Bloomberg đưa tin, trước khi thẩm phán Sommerton chính thức tuyên bố, cựu tổng thống Trump có tội, một số người giàu nhất phố quơ cho biết, họ sẽ ủng hộ việc Trump trở lại tòa Bạch Ốc, bất kể cuối cùng ông có bị kết tội hay không. Sau cuộc bạo loạn ở đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, một số người giàu có đã ngừng ủng hộ cựu tổng thống Trump, nhưng hiện giờ họ đã bắt đầu quay lại ủng hộ ông. Vào ngày 4 tháng 6, tỷ phú Omid Mali, ông là chủ tịch của 1789 Capitol cho biết, phán quyết của tòa sẽ ít ảnh hưởng đến sự ủng hộ của ông dành cho Trump. Ông Malik mô tả toàn bộ phiên tòa xét xử tiền biệt miệng đang vũ khí hóa của hệ thống tư pháp. Ông Stephen Sopman, người sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Blackstone Group, đã tuyên bố ủng hộ Trump trước khi phán quyết được công bố. Ông cho biết sẽ quyên góp cho cựu tổng thống Trump và các thành viên đảng Cộng hòa khác. Trước phán quyết hôm thứ Năm 30 tháng 5, ông Bill Asman, một tỷ phú kiêm nhà đầu tư quỹ phòng hộ khác, cũng có xu hướng ủng hộ ông Trump. Ông trích dẫn một dòng tweet của thống đốc Florida DeSantis trên mạng xã hội cho thấy hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, các công tố viên, thẩm phán, thậm chí cả bồi thẩm đoàn liên quan đến vụ án tiền biệt miệng đã bị thao túng bởi các mục đích chính trị. Ông Scott Besson, cựu giám đốc đầu tư của Soros Funds Management, được coi là một trong những lựa chọn tiềm năng của Bộ trưởng Tài chính Trump trong nhiệm kỳ thứ hai của ông. Besson cho biết, ông thất vọng với phán quyết nhưng tin rằng nó sẽ ít ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tháng 11, thậm chí còn truyền cảm hứng cho nhiều người ủng hộ ông Trump hơn. Ngoài ông Besson, một ứng cử viên, tiềm năng khác của Bộ Tài chính, tỷ phú John Bolson, cũng tố cáo phiên tòa và bản án trên mang động cơ chính trị. Ông Bolson gọi đây là vết nhơ trên hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Trong một email, ông nói rằng phán quyết này sẽ chỉ làm tăng sự ủng hộ dành cho cựu tổng thống Trump. Ngay cả một số ông Trump phố quơ, trước đây từng chỉ trích gây gắt Trump, giờ đây cũng đã có động thái ôn hòa hơn đối với ông. Tối thứ Năm 30 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi phán quyết được công bố, Giám đốc điều hành ngân hàng CB Morgan Chase, ông Jamie Dimon cho biết, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ của 74 triệu cử tri trong cuộc bầu cử năm 2020 và những cử tri này phải được tôn trọng. Mới đây, trong cuộc phỏng vấn phát trên kênh Fox News ngày 2 tháng 6, Cựu Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu ông bị tòa án New York tống tù vì bản án bất công này thì nước Mỹ có thể sẽ xảy ra bạo lực. Đây là thời điểm căng thẳng cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11. Trong khi đó, về phía các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa ở các tiểu bang chiến địa, họ cũng không hề nản lòng trước việc cựu Tổng thống Donald Trump bị kết án ở New York. Trái lại, họ đã sẵn sàng cho cuộc chiến chính trị. Hai cố vấn cấp cao của chiến dịch tranh cử Trump Ông Chris Lasivita và bà Susie Quire cho biết trong một thông cáo báo chí, Chúng tôi rất xúc động trước sự ủng hộ dạt dào dành cho Tổng thống Donald Trump. Người dân Mỹ đã nhìn thấy rõ phiên tòa lừa đảo của Joe Biden gian dối, cũng như gửi cho Biden và các đảng viên đảng Dân Chủ một thông điệp mạnh mẽ. Phán quyết thực sự sẽ được đưa ra vào ngày 5 tháng 11. Chủ tịch ONC Michael Wadley và đồng chủ tịch Lara Trump cũng tuyên bố, người dân Mỹ đã nhìn thấy bản chất của phiên tòa Biden một nỗ lực giả tạo nhằm đẩy Tổng thống Trump ra xa các cử tri và khiến ông bị giam cầm trong phòng xử án. Việc đó không hiệu quả vì cử tri hiểu được sự tương phản rõ ràng giữa thành tích của Tổng thống Trump và thất bại của Joe Biden. Thật không may cho các đảng viên, đảng Dân Chủ, hoạt động chính trị gian lận của họ đã mang lại kết quả trái ngược với mong đợi xuyên suốt lịch sử. Đảng Cộng Hòa đang ở vị thế mạnh hơn trong việc sa thải Joe Biden gian dối và khiến nước Mỹ vĩ đại trở lại bằng cách bầu chọn Tổng thống Trump vào ngày 5 tháng 11. Bà Vanessa Andrin, cố vấn cấp cao của đảng Cộng hòa Pennsylvania nói với The Epoch Times rằng đảng Cộng hòa của tiểu bang này đang nghe thấy sự phẫn nộ tràn ngập, mối lo ngại đối với nước Mỹ và quyết tâm không thể lay chuyển để cứu lấy đất nước. Phiên tòa giả mạo trong mùa bầu cử này hơn bao giờ hết đã khuyến khích người dân của chúng ta giải cứu nước Mỹ khỏi sự kìm kẹp của những kẻ bóc lột và lạm dụng quyền lực của họ, bà Andrin nói. Hệ thống tư pháp Mỹ từ lâu đã yêu cầu những người hành nghề trong hệ thống này không những phải tránh hành vi không đúng mực mà còn phải tránh cả bầu không khí của hành vi đó. Ngày nay, bầu không khí đang bị tràn ngập bởi làn khói đen dày đặc từ sự thiêu hủy công lý của nước Mỹ và mọi người Mỹ đúng đắn, có lý trí và trung thực đều có mục tiêu và sự hiểu biết đầy đủ về những gì nhất định phải diễn ra vào tháng 11 này nếu quốc gia đặc biệt này sắp được cứu. Chủ tịch đảng Cộng hòa Michigan, PT Hoskar, nói với The Epoch Times rằng người dân Michigan đã nhìn thấu tính chất chính trị của phiên tòa ở New York và ủng hộ cựu tổng thống Trump vào tháng 11, đồng thời nói rằng cựu tổng thống Trump là người duy nhất tranh đấu vì người dân. Ngay từ ngày đầu tiên, phiên tòa mang tính chính trị này đã bị làm cho dân luận để đối phó với cựu tổng thống Trump. Ông Hoistra cho biết trong một thư điện tử, được khởi xướng bởi một biện lý quận hữu bại, cực tả ở một trong những thành phố theo khuynh hướng tự do thiên tả nhất đất nước nước phiên tòa giả mạo này phần lớn đã bị các chuyên gia pháp lý coi thường. Phiên tòa nhằm mục đích đánh lạc hướng khỏi những vấn đề thực sự đang diễn ra, những vấn đề mà ông Biden biết rằng ông ấy sẽ thua trước cử tri Michigan, như nền kinh tế, cuộc tấn công vào ngành công nghiệp xe hơi của chúng ta và điểm yếu của biên giới phía Nam của chúng ta. Một phát ngôn viên của đảng Cộng hòa Michigan lưu ý rằng, đảng Cộng hòa có một câu chuyện hấp dẫn đối với các cử tri tiểu bang Wolverine đề cập rằng lạm phát của tiểu bang đã tăng 19,5%. Bà Victoria Lasivita, giám đốc truyền thông của nhóm Trump Michigan, nói với The Epoch Times rằng đảng Cộng hòa Michigan đang hợp tác chặt chẽ với Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và chiến dịch tranh cử Trump để gia tăng thành công của ông ấy vào tháng 11 thông qua các nỗ lực kêu gọi cử tri đi bầu. Chúng tôi sẽ không cung cấp số liệu cụ thể cho chương trình quốc gia hoặc ở Michigan, vì điều đó sẽ giống như yêu cầu trường đại học Michigan chia sẻ sách lược của họ với Đại học tiểu bang Ohio, trước trận đấu lớn, bà LaCivita nói, Chủ tịch Đảng Cộng hòa Wisconsin, ông Brian Kim không phúc đáp đề nghị bình luận, nhưng ông tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Trump trên mạng xã hội. Ông nói rằng, bộ tư pháp đã bị Tổng thống Joe Biden và những người ủng hộ ông vũ khí hóa để đối phó với cựu Tổng thống, và ông ấy rất mong đợi để chào đón 50.000 người tới Milwaukee tham dự đại hội Đảng Cộng hòa để đề cử cựu Tổng thống Trump và đưa nước Mỹ trở lại nhiều nước Cộng hòa chuối ngày nay ghen tị với hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ, ông Stimming nói. Chủ tịch đảng Cộng hòa Georgia, ông George McCool, đã đưa ra một tuyên bố gọi quyết định của bồi thẩm đoàn là đã được định trước bởi một thẩm phán và công tố viên có tính đảng phái và cho rằng họ đã làm tổn hại đến niềm tin của công chúng vào hệ thống tư pháp hình sự. Các thành viên đảng Cộng hòa lẽ ra không cần phải sợ hãi khi ở trong khu vực pháp lý nơi mà các thành viên đảng dân chủ sẽ truy tố họ vì tội là thành viên đảng cộng hòa nhưng đó chính là điều đã xảy ra ông mccoon tuyên bố vụ việc này luôn nhằm mục đích ngăn cản đảng cộng hòa dưới sự lãnh đạo của ông donald trump giành lại tòa bạch ốc ông mccoon dự đoán rằng phán quyết có tội sẽ làm cho cựu tổng thống trump mạnh mẽ hơn vì điều đó làm nổi bật sự chính trị hóa đang làm suy yếu hệ thống tư pháp mà tình hình này có thể gia tăng nếu không được ngăn chặn Đảng Cộng hòa Sosa hoàn toàn ủng hộ ông Donald Trump và chúng tôi không nản lòng trước nguy cơ do những thành viên đảng Dân Chủ này đặt ra. Họ đã đặt đảng của họ lên trên đất nước của họ. Ông McCool bày tỏ và nói thêm rằng, vì phán quyết này, đảng Cộng hòa sẽ chỉ còn việc phải nỗ lực nhiều hơn để cựu tổng thống Trump đắc cử. Đảng Cộng hòa Arizona cũng đưa ra một tuyên bố cho biết họ dứt khoát lên án việc kết tội cựu tổng thống Trump. Phiên tòa này là một sự ô nhục và toàn thế giới đang chứng kiến một chế độ tuyệt vong đàn áp đối thủ chính trị thông qua việc lạm dụng hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, tuyên bố viết. Chủ tịch đảng Cộng hòa Arizona Kina Skwoboda cho biết, đảng Cộng hòa tiểu bang kiên quyết ủng hộ cựu tổng thống Trump. Đảng Cộng hòa Arizona sẽ không dao động trong cuộc chiến của chúng tôi để bảo vệ công lý và bảo đảm rằng đối thủ chính trị không bị biệt miệng do hành vi can thiệp quá mức của cơ quan tư pháp. Hầu hết các lãnh đạo đảng đều cho biết họ tin rằng cựu tổng thống Trump sẽ được minh oan trong quá trình kháng cáo.